Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có câu ca rằng: miền Trung đất hẹp ruộng khô, bàn chân ai bước chứ đi mô mà vội vàng. Người đi ngàn dặm quan sang, dừng chân ghé bến, đò ngang ai chờ. Thật không khó khi chúng ta tìm được những bài viết, những cuốn sách viết về những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội hay những vùng quê khác như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung du Bắc Bộ, vân vân. Nhưng để có một cuốn sách gom hết thảy tình yêu thương gửi đến miền Trung, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, rồi vào tận Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, hay lên tận những miền đất cao nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, vân vân. Như cuốn sách Thương Nhớ Miền Trung thật là hiếm hoi. Cuốn sách Thương Nhớ Miền Trung là tập hợp những bài viết của các tác giả khắp mọi miền đất nước gửi về tham dự cuộc thi viết Thương Nhớ Miền Trung do báo Thanh Niên tổ chức. Những bài viết bộc bạch tình cảm yêu thương và chia sẻ với mảnh đất và người dân của dải đất miền Trung đang gánh chịu thiên tai bão lụt. 100 bài viết của 100 tác giả được lựa chọn và in trong cuốn sách này. Cuốn sách dày 367 trang do Văn Lang Book, báo Thanh Niên và nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn. 100 bài viết trong tập sách được giới thiệu là 100 tản văn cô đọng. Mỗi bài viết như một lát cắt mang đến một khoảng lặng xúc động, để từ đó thấy rưng rưng chia sẻ. Dù bạn có là người con của miền Trung hay không, có đang sống ở mảnh đất này hay không, bạn biết về miền Trung với độ sâu trầm hơn. Như Huế không chỉ là vẻ đẹp của sông Hương, núi Ngự, một nàng thơ đài cát bí ẩn trong tà áo tím sau chiếc nón bài thơ, một nàng thơ tư lự lãng đãng hoài niệm giữa rêu phong lăng tẩm trong bài Cố Đô Vô Thường của tác giả Đỗ Thanh Thu, mà còn là khoảnh khắc lặng thầm của một ga Huế và những chuyến tàu chợ trong một bài viết của tác giả Hoàng Công Danh. Khi gió từ sông Hương thổi lên, gió từ Nguyệt Biểu tràn xuống, gió từ Nam Giao thoảng về, đêm ga Huế dù mùa nào cũng cảm giác se lạnh. Một Huế không chỉ lộng lẫy vàng son với đóa pháp lam mang riêng hơi thở Huế, chỉ bừng nở rực rỡ với thời gian bằng một kiếp người trong bài viết Cốt Đồng của tác giả Phát Dương, mà còn có một chợ quê mùa lục của tác giả Hoàng Phước, nơi mà người ta đi chợ ngoài mua bán còn để gặp ai mà cũng hỏi nước lên ngang mô, nhà có thiệt hại chi không. Và như tác giả Phạm Thị Hải Dương đã viết trong bài Vết Dấu Không Tên: tôi nghĩ nhiều đứa trẻ miền Trung giống tôi, không phải ai cũng lớn lên bên cạnh những danh thắng tên tuổi. Đọc cuốn sách này, ta biết đến những địa danh không có trong bản đồ du lịch nhưng lại đậm đặc chất miền Trung, lam lũ mà kết nối ruột rà, và nhiều địa danh hình thành đúng nghĩa cương mang. Có lẽ vì cảm xúc khởi đi từ sâu thẳm ký ức như thế, nên các bài viết trong tập sách này, ngay chỉ những cái tựa thôi cũng đã chạm vào trái tim của người đọc. Miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ, thương mùa mưa thơ dài, đứt ruột với miền Trung, thương nhiều khoai gieo xứ cát, muối thương vân vân. Trong cuốn sách Thương Nhớ Miền Trung, chúng ta có thể nhận thấy hai chủ đề được chú trọng, đó là thiên tai, khí hậu khắc nghiệt và hình ảnh của những người mẹ. Gió Lào cát trắng, mùa gió cam cồ, lũ lụt vân vân là tính chất khí hậu thường niên của dải đất miền Trung, vốn cũng là nguyên do hình thành nên chất giọng đặc sản, giọng nghệ yêu thương của tác giả Cao Văn Quyền. Nhớ xóm Quảng Ngãi giữa Sài Gòn của tác giả Nguyễn Xuân Phương, giọng nói của tác giả Trương Quốc Toàn, vân vân. Nhưng trong chính những vất vả gian truân, những kỷ niệm, ký ức đượm buồn ấy lại bật lên khí chất, sự can cường, nghị lực của người dân trên dải đất này, và cả những bài học từ gian khó luôn gắn liền với hình ảnh của người mẹ. Đó là những người phụ nữ trong Ngóng Biển của tác giả Lê Ngọc, là người mẹ tảo tần trong Những Chuyến Nguồn Của Mẹ của tác giả Phan Đình Dũng. Mà khi đọc,
ta không khỏi xót xa. Những hình ảnh của người mẹ luôn làm ấm lòng con. Trong những ngày lục chồng lục, mưa triền miên nhão đất, má gom đám củi ướt chất dày quanh kiền bếp, để chùm hết lớp này thì lớp củi tiếp theo cũng được hong khô ít nhiều. Trong bài viết "Mấy mùa củi ướt, ai về mà hong" của tác giả Nguyên Hậu, ở một góc độ khác, Thương Nhớ Miền Trung mang đến cho bạn đọc sự thương quý, cảm phục với dải đất mà chỉ cái vị vừa mặn vừa thơm cay của lá nén muối rang cũng giúp đi qua những ngày đói khổ. Trong bài viết "Một đời lá nén muối rang" của tác giả Ly An, những người con của thế hệ sau với tính cách thủy chung, uống nước nhớ nguồn, luôn nhìn vào nghị lực của người đi trước để học hỏi và tin tưởng. Chỉ cần lòng mình giữ một mạch im là được rồi, chỉ cần lòng giữ được một mạch nước. Phải chăng với mạch nước mang tên hy vọng ấy, bác tôi, rồi bao nhiêu người nông dân nữa ở xứ này đã đi qua những mùa hạn khắc nghiệt nhất. Trong bài viết "Bóng râm giữa sa mạc" của tác giả Văn Hiến vân vân. Đọc quyển sách Thương Nhớ Miền Trung là chúng ta được đọc những bài viết được chọn từ hơn 1.000 bài viết tham dự cuộc thi. Chúng ta sẽ được làm giàu thêm năng lượng yêu thương, dù quê bạn có ở đâu. Ngược chiều ký ức của các tác giả, chúng ta sẽ có dịp về với dải đất miền Trung với ngập tràn tình yêu thương, nhớ nhung với những gì mộc mạc nhất, nhỏ bé nhất mà cũng lớn lao nhất trong đời người. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cuốn sách Thương Nhớ Miền Trung.